Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang ở cùng các thầy ở đây. Các thầy ở đây thì cũng ở trong một cái không gian thì cũng rất là an toàn và che kín đầy đủ ạ. Thì tình hình của thầy cũng dùng đèn pin nè, thầy Minh Tự. Dạ. Thầy có dùng đèn pin nè. Lão đồng tử cũng hai cái mà đổi. Dạ đổi vâng. Đổi cái kia đổi trên đầu xài pin. À vâng. Đổi lấy cái này. Để thầy may y nha. Thầy Minh thầy giấc ngộ thì đang bôi thuốc giảm đau. Chắc có lẽ anh cũng tới rồi. Anh là tôi học đó. Để anh ở đây nha, anh ở đây. Cái tình trạng cái xương của thầy sao rồi thầy? Khớp á. Cái khớp của thầy sao rồi? Nó tải lại. Bây giờ là đỡ rồi. Cái mùi mà trường đá nó xuống luôn. Chị đặt đây được ạ. Dạ như thầy không có nhận sữa ạ. Thầy nhận đó, thầy không nhận. Bà chủ nhà. À, bà chủ nhà. Đây gia chủ ạ. Dạ. Dạ có thể sáng thì được không, cũng có thể nhận được. Dạ chứ còn bây giờ tụi con nhận được trắng không, các thầy không dùng được. Các thầy mấy thầy này thì chị hỏi coi các thầy có dùng không ạ. À? Vâng. Nếu chị ơi, nếu mà chị có đá thầy gì cũng được. Dạ. Dạ. Đây là gia chủ nha mọi người, đây là gia chủ đây là chị gia chủ. Cảm ơn chị gia chủ đã cho các thầy tá túc ở đây nha mọi người. Để con cố gắng mua cái gì đấy thuốc bôi á và thuốc giảm đau á cho thầy. Con không cần thuốc bôi này mai được. Đâu phải thuốc tiền đâu thầy. Nói chung là mình tâm vui vẻ. Mà dạ vâng, nó phải thuốc tiền nào bôi hết được thầy. Khi dạ. Cái nến này cháy nó hết nhanh lắm. Nếu mà được cái đèn cầy thì cháy lâu. Được các đèn này các Phật tử mua rồi. Hiện tại là em để xe ở ngoài mọi người thì tự nhiên cái nón này mất luôn. Làm em giờ muốn mua đồ này kia rồi cũng mua, muốn đi gì đó kiếm thầy này kia cũng không có được luôn mọi người. Công an ở ngoài đứng ở đông. Vâng. Vâng. Dạ vâng, 6 giờ thầy nhận. 7 giờ không được ạ, tại vì 6 giờ thầy nhận. Dạ, cảm ơn chị gia chủ ạ. À. Rồi giờ các thầy thì đang tập trung để may y thôi cả nhà. Vâng. Rồi các thầy vừa mới nãy thì có hơi gọi là sự không hợp nhau một tí. Nhưng mà thôi hoan hỷ thì các thầy cũng sẽ đồng hành tiếp rồi. Vâng. Giờ thầy cần có, nói chung là thầy giác ngộ còn thiếu đồ gì không ạ? Dạ. Đang muối gì cũng có hết rồi. Dạ. Đang muối cái gì cũng có hết rồi. Dạ. Thì cũng thì mọi người cũng hỏi quan tâm đó, các thầy thì có đủ đồ dùng chưa thì em cũng nhắc các thầy thôi, thì các thầy có thiếu gì thì các thầy nhắc mọi người. Dạ vâng.
Vậy là tối nay là mình nghỉ qua đêm ở đây cho hẹn ha. Ok, dạ. Thì vậy là cũng tốt rồi. Ở đây tốt rồi. Dạ. Chính là hoa mình sống ở đây cũng là cái tấm lòng của Phật tử đó. Dạ vâng. Công nhân thì cũng khó. Dạ. Nhiều lúc mà đi đâu có mà xung phong. Các thầy qua đều giữa vậy. Khách hay lắm cái gì xa dữ hả? Các thầy sinh viên thì đến đâu rồi? Chưa tới cây xăng đó thầy. Cây xăng trên đỉnh đèo á. Rồi. Cây xăng miền Nam. Mỗi người ai cũng điện ra là con đừng nói vậy cho mẹ con dạ. Với mọi người thôi. Dạ thôi, có cái này khúc này con cũng không muốn quay đưa lên trên ấy đâu ạ. Thì bây giờ giống như các thầy giống như tu học mà, mỗi người mỗi mỗi quan điểm tu học khác nhau đi. Đúng rồi. Chung là mình mỗi người có mỗi cái khác nhau con mà cái dòm đi được. Dạ. Nhưng mà ví dụ như cái ngồi thiền thì chân minh thông là thiền giỏi. Dạ. Là mỗi người có một cái hạnh khác nhau. Dạ. Cái con thiền không được nhưng mà con đi được. Nó mỗi người cái hạnh khác nhau, ví dụ người tự mình học đi theo mình học hỏi thôi chứ thầy thì tối thì thầy dạy gì đó mình tự mọi người thiền học nhau. Dạ. Chứ không ai hay ai con thì bình đẳng với nhau. Dạ thì tu học thì đâu so sánh được đâu dạ. Thầy. Mới gì cũ như mới gì dạ. Mới còn phải học đó. Dạ. Những người đó làm tốt đẹp mà con phải học thôi. Nãy giờ thì các thầy liên tục gọi là tranh cãi. Vâng. Rồi hoan hỷ đi các thầy. Đó là không phải tranh cãi. Chia sẻ mỗi người quan điểm đấy thì ai cũng cho là mình đều quan điểm của mình đúng hết thì ai cũng muốn cái quan điểm đó. Dạ vâng. Là cái tôi đó, cái bản ngã cái tôi của con người rất là cao. Vâng. Nhưng đôi khi mình xem lại mình đó. Dạ. Mình nghĩ là các lực tử đó, khả năng cái tôi là còn ít hơn. Dạ vâng. Mình cũng hoan hỉ thôi. Dạ vâng. Cái từ đó mình từ bi hỉ xả. Vâng. Trong lòng mình xả thì cũng có thêm là đồng lực mình đã tu nói với nhau nghe. Dạ. Chứ không phải tại trước đây nhất á ai nói một tử là nói chỗ đổi ai cả. Dạ. Ai mê đi đâu mà nói chi ví dụ mình tu thì người ta đã có tâm sắc trong bồ đề rồi cũng đang có việc kiếm rồi. Dạ. Là cũng là làm tôi mà có làm ảnh hưởng nói gì khác là dạ. Mình hơn những người có thể vâng tất cả các tâm mình có tâm ấy tâm của mình thôi mình vâng. Đừng giận người ta mình rồi mình đã tu rồi đi chung với nhau rồi mình nói chung mình nói xong rồi thôi đừng bỏ bụng rồi được dạ phân biệt là ví dụ như người này người kia người giàu người không tu hay là Phật tử người tại gia là người tu không có phân biệt vâng người tu chân chính thì là chỉ có mình lặng chứ không nói một giờ đâu mà không nói là cái đây là mọi người cứ để ý thầy nhưng thầy rất im lặng người ta là cái cảnh giới khác nhưng mình thì thở ra một tí lại mình nói chuyện luôn vâng. Cái khẩu nghiệp nó rất là quan trọng vâng. Đó, rất im lặng được ở trong đoàn là... các thầy có cần gì thêm không để tụi con chuẩn bị ạ? Không cần gì đâu anh ạ, chưa không cần dạ. Con được thì sao không làm thì con cái thầy đó mà những người mới cần thầy mang đi đường vâng con đi làm mưa gió mình nặng quá mọi người đều có một cái thầy nãy giờ đây thì cũng rất là tranh cãi rất là nhiều thầy ơi thầy có cần gì không để con hỗ trợ dạ con đủ rồi gì nữa đâu dạ thì thôi cũng hoan hỷ rồi nếu mà dạ, vâng, cảm... con không có gì. Vâng. Vâng, nếu mà cảm thấy
thầy mà cảm thấy ví dụ như mà cũng không có giữ trật tự được nhiều á, không là hơi ồn á, thì thầy các Phật tử dọn một cái phòng bên kia rồi, thầy có thể ở bên kia một mình rồi. Vô đây để mà chăm sóc con, dắt con phải như thế nào, vâng. Không có theo các vị được. Dạ vâng, thì cũng ở đây nhưng mà cả một cái tập thể như này thì nó phải có cái giới luật. Ở trong chùa thì phải học kinh luận luận thì nó thành một cái con người tu hành thì đứng đáng được, nhưng yeah. nghiêm túc cái đất còn đi đứng nằm ngồi nó có cái phong thái của con người tu hành, yeah. đó có oai nghi của người tu hành thì học xong cái đó đã rồi bắt đầu mới tu được. Thì vấn đề sự việc như thế nào thầy có thể chia sẻ mà trong cái đó thì nó không có gì, con đi thì thầy học tự do quá không túng không như nhớ. Dạ. Thì con đây thì con đi đầu các huynh đi sau. Dạ. Yeah. Con thấy là các huynh đi sau để con quen với giới luật. Dạ yeah, vâng. Họ chỉ đi giới hay là họ hành trì nó chưa đúng. Tại vì trước khi đi thì sư huynh cũng có dặn con rồi, sư huynh chỉ dặn là thôi. Quang đi đường, đi giới mà hành trì mà học. Thì con cũng làm theo cái lời như vậy thì cũng tốt cho huynh đệ thôi. Chứ bản thân con cũng tu cho con mà, con đâu có tu cho họ đâu. Vâng, thì họ không nghe thì đó là họ thôi. Còn dạ, con vâng. lớn mà con nói cái gì ra thì con nắm hối. Vâng. Con học tâm cho con đó. Vâng. Đó là người của họ. Tốt đẹp họ hưởng mà. Con dạ. đâu có hưởng họ đâu. Dạ. Đấy. Vâng, con cũng có yêu thương một người ấy, mình cũng ghét bỏ ai cả. Dạ vâng. Nhưng mà con cũng là thằng phu. Nhiều khi dạ. cảm xúc của mình đang tu học thì nhiều khi mình không thể sánh được bậc thánh được. Dạ. Mình đang tu học mà. Nói như thầy Minh Tuệ thì thầy Minh Thạch con và tổ phụ không thể so sánh như thế được. Yeah. Hắn thì có lúc mình nhắc nhở mình để cho họ tốt cho họ, nhưng họ không nghe thì nghe được tốt đẹp cho họ, họ không nghe thì họ hưởng xấu, tốt đẹp họ hưởng xấu họ hưởng, mình đâu có hưởng đâu. Họ ngoài thế sẽ êm đẹp họ còn ở hôm nay chắc là cũng không có mũi đâu thầy nhỉ. Ít mũi nên mình cũng cắn một cái nhân mũi đỡ. Vâng. Dạ vâng. Rồi để mình tránh sáng cho thầy mấy đồ nha. Được vâng. Thầy đây, thầy kiên nhẫn nhiều rồi. Thầy thấy đường như là may không à? Nhiều. Vâng. Thầy thấy buổi chiều như nay thì như thế nào thầy? Các thầy nói rất tốt. Dạ. Ý là buổi chiều nay là các thầy thầy thấy các thầy đang ngồi ở đây thì có đôi lời họp mặt đấy thì có nói qua nói lại và thì thầy cảm xúc của thầy như thế nào? Nói chung thì một số nói chung là cũng như chưa có đồng ý kiến thôi, cũng không có cái gì. Dạ. Thì đã mình đã vô một cái cửa đâu thì phải có gặp một cái hỷ xã. Dạ. Mình nghĩ mình tu thì mình tính quả hay là một cái gì đó chưa biết được. Dạ vâng. Cái đó thì phải chờ thời gian. Từ nãy giờ thì cũng thấy thầy là hiền nhất, thầy không ít nói nhưng mà thầy cũng bị gọi là đáp trả luôn. Vâng. Đã mà đi một đoạn với nhau thì quan trọng nhất là cái sự đoàn kết. Mình coi như đây là một đoạn là coi như là con một cha đi. Dạ. Chứ giờ con một cha mà không yêu thương nhau mà cái dạng mà giống như là ở ngoài xã hội hay gì mà vô tôn chứ. Dạ. Để còn giống như còn tham sân si. Dạ. Tham sân si phải bỏ được. Dạ, mình sống nói chung là tốt nhất là phải thêm nhiều bước đi. Dạ. Đó. Dạ. Từ chỗ tinh đồn mà giờ công an mới điều tra đó. Dạ. Thời hiện tại đâu có bao giờ mà lấy quyền thì đuổi người ta. Dạ. Đúng không? Đúng. Cái này là một chia sẻ thôi. Dạ. Ví dụ như mình đi chung đồng bạc cũng lâu, còn với thầy đi nói còn phải nói xấu. Cái nào là cũng có lỗi. Dạ đúng rồi. Dù là sư Minh Đại không nhận là sư, không nhận là thầy, đúng không nhận là sư phụ, mà trong lòng mình kêu sư phụ thì mình coi như đã một thiếu nói là mình sự tôn trọng, thứ nhất là thứ hai là trong lòng mình nên đã đó kêu một mà giống như hồi xưa ông bà mình để lại là một ngày sư phụ là cả đời là cha, cứ nghĩ gì đi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Còn sống là cái đó là cái đó là cái đạo lý, sống có cái đạo lý không? Dạ vâng. Sư uống nước ngọt,
Thì em muốn kể lại cái sự việc dạ. Mình cứ nghĩ là con mình là con một cha đi. Mình chia rẽ chứ có ích gì. Sư tệ làm gì, ví dụ như con trời mưa là con mình mưa, con được quyền ở nhà nè. Còn họ ở nhà là quyền của họ, con đâu có nói. Đó là cái hạnh của họ, họ tu cho họ tu. Còn ví dụ như họ nói xấu người khác đó là cũng là quyền của họ. Còn con thì, nếu mà đi chơi đi chung thì con có bảo vệ. Dạ vâng, thôi các Phật tử. Thôi thầy Minh Tự, các thầy Phật, các Phật tử cũng ở ngoài ấy. Vâng. Thôi mình cũng... theo cái hạnh của thầy Minh Tự. Vâng. Thôi A Di Đà Phật, chúng ta không nghỉ đi. Dạ, dạ. Sự việc thì tí nữa em sẽ trình bày sau cho mọi người. Đỡ dịch thầy. Thấy sức nóng nó khô khô rồi. Dạ. Con chỉ lo lắng cho chân của thầy nó đỡ hơn thôi. Dạ, con cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Ở đây thì có thầy. Thôi chúng ta hồi Bồ Giác thì cũng đang bôi thuốc rồi. Các Phật tử, các cô Phật tử cũng cho em chai nước cho mọi người. Đó. Dạ vâng. Thầy thấy con được may mắn không thầy? Đẹp trai may mắn. Vâng. Thôi thì lúc chiều ấy thì xảy ra cái sự việc là hai thầy nào cũng đúng cả, không có thầy nào sai, nhưng mà mỗi người mỗi ý á, mỗi cái tôi. Vâng, cái tôi. Cái đó là khó bỏ nhất. Vâng. Trước họ làm trước nhớ ở trong tăng đoàn Phật vậy thôi. Vâng. Cũng chia rẽ nhiều rồi. Dạ. Người này cho người kia, nếu như mà Phật không muốn nói gì thôi. Dạ đúng rồi. Phật cứ im lặng rồi. Dạ. Như kiểu thành chiếc cái kề đấy. Dạ. Cái gì tâm ai chịu nhìn ai. Là thầy Minh sau có vẻ như thầy Minh Tự chia sẻ nhiều quá nhỉ. Thầy Minh Tự thì rất là nhiều rồi. Em rất muốn là nhiều, đang có rất là nhiều điều muốn nói. Mọi người quan điểm nên là con mới nói là 8 tỷ người kinh nghiệm của một người nó khác, tăng duyên của người khác, cơ nó khác nhau, thầy nó khác nhau. Dạ, thầy bối này thì thầy thấy nóng không thầy? Nóng thì nó mới tan được cái cơ này. À, nó tan cơ à? Nó giảm đau mà. Dạ. Thì con còn một tiếp nữa, có gì con đưa thầy thêm. Dạ. Mong là các quý vị xem hay là quý vị xem thì quan hệ. Dạ. Nhất là theo mình nghĩ là con nghĩ con là hiểu. Tại vì họ bắt cổ con. Dạ vâng. À, nói chung là con cũng đệ. Khó tính, Phật tử dễ tính, cũng biết được. Dạ. Xem video này thì cái từ quý thì cũng không nên. Nếu mà Phật tử mà quý thầy chín nhẫn hơn. Thành phân biệt rồi. Dạ. Thành mình là người nào mình cũng quý, mình cũng thương, mình cũng yêu. Thì đó mới là con đường tu tập. Rồi lúc chiều xảy ra không? Thì em cũng trình bày là cho cô chú anh chị mình cùng xem để hiểu. Thì chiều nay á, thì thầy Minh Đức á, thì thầy Minh Tự ngồi đây. Thì thầy Minh Đức dành cái chỗ lên đây thì để cho thầy Minh Tự ngồi. Thì có bảo thầy Minh Tự qua đây ngồi để cho các anh này mới vào này. Thì các thầy này mới vào thì được nghỉ ở đây. Thì mới vào thì mới chưa có giữ giới lắm. Thì đấy, thì chứ không có ý gì đuổi ra hay là gì cả. Thì chắc là một sự hiểu nhầm gì thôi. Không nghĩ là các thầy cũng nên... yêu thương nhau hơn nhiều hơn. Vâng.
đó là sự hiểu nhầm thôi, có nghĩa là chắc là thầy Minh Tự cũng vội vàng thôi, con thấy là thầy chịu thầy Minh Tự hơi vội vàng và à tức là đó thì thầy dạ dạ à tức là dạ nhưng mà họ bắt buộc con thì con không trả lời. Dạ chứ còn như con không theo cái hành của họ được. Còn không muốn tôi nói kiểu nào là họ quyền của họ không, không có nói gì hết. Dạ không thì nhưng mà họ bắt buộc tôi được, có đóng dạ. Tại vì nghe nghe theo ngoài như thầy Vinh Tệ thì con nghe theo trình bày là không nghe thôi. Dạ vậy thôi, nói chung là mỗi người nhìn nhau một tiếng. Vâng mới vô cũng là người học mà cái dạ. Tôn trọng là chứ ý của thầy Minh Tự á là ngồi đâu cũng được cả, không nhất thiết là phải ngồi với người mới vào hay là người vào lâu rồi. Nhưng mà thầy Minh Đức thì thầy được gọi là cũng đi trước lâu rồi, được thầy Minh Chí rồi đó, cũng đi cùng với lại thầy Minh Tuệ cũng kỳ những cái giới á thì thầy cũng Minh Đức thầy cũng nhắc nhở thì thôi ai nghe thì mình nghe thì ai không nghe thì mình tiếp tục tu hành cái theo cái của mình. Dạ đúng rồi á, ai cũng có quyền mà. Dạ thì thôi mình cũng sau cái những cái lời chia sẻ của các thầy thì mình mong qua ngày mai thì mình tiếp tục và đầu bộ hành thôi, thì bỏ qua thôi những cái vâng vâng vẫn vui vẻ vậy. Nhưng mà họ tôn trọng người khác người ta theo dạ vâng họ tu là quyền của họ. Dạ vậy thôi là em kiểm tra lại các thầy đã không còn thiếu cái gì rồi, thì hy vọng là đêm nay các thầy nghỉ ở đây dừng chân ở đây em sẽ tiếp thả tiếp nha. Còn kết thúc các thầy nghỉ ngơi. Dạ con cũng kết thúc video tại đây luôn, con xin tạm biệt mọi người, các thầy nghỉ mạnh khỏe nhé. Dạ vâng dạ. Sáng mai thì các thầy đi tìm chỗ ngủ đi. Dạ vâng con đi một ngày với các thầy rồi. Con đi cũng một ngày và các thầy rồi, ngoài thị trấn này cũng có. Dạ vâng thì sáng mai thầy có thể bây giờ đi thầy mai thì cứ bảo là 6:30 7 giờ thọ thực. Dạ thì mọi người đã dậy sớm mệt. Không các thầy đi ngay nha. Dạ. Không cần vô. Dạ vâng. Thôi để cũng ra ngoài chứ người mọi người cũng đang phía ngoài rất là đông. Ở đây, ở ngoài phía ngoài rất là đông.